Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Mẹo Vặt Máy Tính của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một tính năng rất là hay và mới lạ trên Windows 11. Đã có ở Win 10 rồi nhưng mà lên Win 11 thì nó thực sự đã gọi như là hoàn thiện. Đó là tính năng Desktop ảo trên Windows 11. Đây, thì để sử dụng Desktop ảo ấy, thì mọi người sẽ tích vào cái này. Đây, xuất hiện lên này. Desktop 1, tức là cái màn hình hiện tại. Và một cái khung bên cạnh là để tạo ra một cái desktop mới, desktop ảo mới. Thì để tạo một desktop ảo mới thì mọi người chỉ việc kích vào đây. Đấy, nó sẽ tạo cho mình một cái desktop 2. Đấy, thì mọi người chỉ cần kích vào đây, nó sẽ chuyển ra desktop 2. Rồi, thì để đổi background cho desktop thì mọi người chỉ việc click vào phải chuột vào màn hình này, chọn personalize ở đây tại mục background, mọi người kích vào. Đấy. Rồi chọn picture. Mọi người để chọn những cái ảnh mặc định ở đây. Recent image hoặc là Pro đến một bức ảnh mọi người đã lưu đây, như mình lưu desktop đây, đấy, cái này mọi người kích vào đấy, nó sẽ đổi desktop cho mình đấy. Nhưng mà cái desktop này là desktop 1 đúng không, nó không ảnh hưởng ở desktop 2, không ảnh hưởng đến desktop 1, mọi người nhìn chưa. Đấy, hai desktop ảo gần như là độc lập tương đối với nhau mà. Đấy, mọi người có thể đổi qua đổi lại, và những cái đang hiển thị ở desktop này, desktop 2 không ảnh hưởng liên quan gì desktop 1. Đấy, thì mọi người thì sử dụng các desktop ảo để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Ví dụ như là mình dùng desktop 1 để giải trí chẳng hạn, YouTube, đúng không? Đấy, xem các thứ. Còn desktop 2 mình sẽ để làm việc, working. Bật Word lên. Đấy, gần như là nó không liên quan gì nhau cả. Đấy, mọi người nhìn chắc rất là hữu ích luôn. Đổi qua đổi lại. Mình chỉ giới thiệu nhanh cái tính năng lưu desktop này thôi cho mọi người tham khảo. Nói chung mình thấy khá là hay luôn. Mọi người để tạo bao nhiêu desktop tùy. 3 này, 4 này, mỗi desktop mọi người để tùy chỉnh background theo ý muốn của mình. Đơn giản chỉ việc kích vào và chọn thôi. Các background hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Rồi, ok, mọi người tham khảo hướng dẫn này của mình để sử dụng các desktop ảo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Ok, mọi người thấy hay để nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào.